Hello, chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay cho bạn cái mô hình nuôi ốc bu. Đây, xung quanh thì là mình dựng tấm bạt rồi. Đây, ở trong đây thì mình sẽ bỏ lục bình, gông rồi và rau muống rồi. Đây, mình sẽ quay cho bạn con ốc bu đây. Đây là mô hình nuôi ốc bu nha. Trong đây thì là mình sẽ chỉ là ấp trứng thôi, mình chỉ là cho nó sinh sản, nó nở trong đây, rồi khi mà nở trứng ra con thì mình sẽ đem ra ngoài mương lớn để mình nuôi cho nó lớn. Này ốc bu đây, đây là những con giống. Mình sẽ để đây là cho nó sinh sản tự nhiên. Đây, quay trứng cho các bạn xem nè. Đây là trứng ốc đây, trứng ốc bu. Trong đây mình để đất trong đây nữa nha, giống như trong môi trường tự nhiên đó vậy. Đây là những con ốc bu đây. Đây là những ốc bu con. Đây mình sẽ đi xung quanh cái mô hình nuôi ốc bu bạn cho bạn xem đây. Đây là chỉ là ấp trứng thôi, nói chung là mình ấp trứng trong cái này nè, cho chừng nào mà ốc nó lớn lên khoảng bằng cái đầu đũa rồi mình sẽ đem ra một cái ao lớn hơn để cho ốc nó phát triển và nuôi nó đến khi mà thu hoạch. Thì trong quá trình nuôi các bạn không cần tốn tiền thức ăn, tại vì ốc này á, các bạn chỉ cần là vớt lục bình, bèo và gông đem lên cho nó ăn và tới tháng thu hoạch thôi, chứ không cần tốn gì hết. Đây đi thì ốc đây, mình bỏ vô cái bể này là khoảng cỡ 20-30 con ốc để cho nó sinh sản. Đây mình, này là cái mình nuôi để mình ép ra những con ốc con. Đây xung quanh cái bể mà mình nuôi đây mình bao quanh bằng cái tấm bạt cho nước nó được nó ra. Rồi khoảng ốc này, ốc đây là nó đã đẻ ăn trứng đây. Ốc này thì mình độ là khoảng cỡ tuần thôi, tuần là nó sẽ nở ra ốc con. Và mình nuôi ốc con khoảng cỡ 2 ngày hoặc là 3 ngày cho con ốc nó hơi to to ra một xíu, rồi mình sẽ đem để xuống cái ao hoặc là cái mương nào đó cho nó phát triển. Và tới tháng hoặc là tới tuần các bạn vớt ra các bạn thu hoạch thôi. Giống ốc để mình lai ra, mình ép ra thì các bạn có thể mua ốc con trực tiếp luôn. Mua con trực tiếp thì mua con thì người ta có thể bán bằng là ốc cỡ gì nè, nhỏ cỡ gì nè. Đây mình mấy con ốc con đây, mình chuẩn bị là đem cho nó ra cái hồ nào đó. Cái trong phạm vi này thì là ốc nó lớn sẽ không nhanh,